Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Gần một tháng nữa mới đến Tết Bính Thân, nhưng hiện tại thị trường quà tặng đã rất sôi động. Năm nay, quà Tết độc lạ tiếp tục lên ngôi khi các loại trái cây tạo hình, các loại rượu có hình khỉ và những tượng khỉ phong thủy độc đáo thu hút khá đông khách hàng. Dạo một vòng thị trường quà Tết năm nay, có thể nhận thấy không khí mua sắm đã bắt đầu sôi động với nhiều mặt hàng quà Tết đủ phân khúc cho nhiều đối tượng. Tại các siêu thị như Co.opmart, Big C đã xuất hiện những gian hàng quà Tết với những giỏ quà được trưng bày bắt mắt. Theo đó, thông dụng vẫn là những giỏ quà Tết chứa bánh, mứt, trà, rượu. Nhưng giỏ quà này tùy vào giá thành các mặt hàng ở bên trong mà có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Đối với những người có mức thu nhập tầm trung, công nhân và lao động nghèo vẫn có thể lựa chọn những món quà Tết, những giỏ quà phù hợp với túi tiền của mình. Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính chung 4 năm không phát hành mới tiền mệnh giá từ 5.000 đồng trở xuống, ngân sách nhà nước tiết kiệm được 1.500 tỷ đồng. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú cho biết, từ năm 2013 đến nay, Ngân hàng Nhà nước thực hiện chủ trương không in mới tiền mệnh giá nhỏ từ 5.000 đồng trở xuống để đảm bảo tiết kiệm ngân sách và góp phần đảm bảo văn hóa tín ngưỡng tại các đền chùa được giữ vững, tránh tình trạng sử dụng tiền một cách phản cảm. Dịp năm mới 2016 này, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tiếp tục quán triệt triển khai chủ trương này tại các ban quản lý di tích lễ hội. Theo đó, Bộ tuyên truyền để người dân nắm được và thực hiện tốt chủ trương, nghiêm cấm tổ chức đổi tiền lẻ, kinh doanh tiền trong khu vực di tích lễ hội, tổ chức lực lượng thu gom tiền tại nơi thờ tự để tránh gây phản cảm. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, sản phẩm nông, lâm, thủy sản dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và lễ hội xuân 2016. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố yêu cầu Chi cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản chủ trì phối hợp với các ban ngành đẩy mạnh truyền thông, quảng bá sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn, cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm an toàn, có xác nhận cho người tiêu dùng qua các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời tổ chức kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, đột xuất các cơ sở kinh doanh thực phẩm tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định. Việc tăng cường kiểm soát nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, phục vụ nhân dân đón Tết vui xuân an toàn, bảo đảm sức khỏe, đồng thời ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển và cạnh tranh lành mạnh của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm. Dịp Tết, nhu cầu lao động thời vụ tăng cao, mức lương cho những ngày Tết lao động sẽ nhận được là hàng triệu đồng. Đến hẹn lại lên, thị trường việc làm thời vụ lại nóng lên trong những ngày giáp Tết. Do nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh vào mỗi dịp cuối năm, khiến các nhà máy, doanh nghiệp thường phải đẩy nhanh tiến độ sản xuất để đảm bảo được chỉ tiêu sản lượng đặt ra. Chính vì vậy, rất nhiều các công ty và khu công nghiệp đã lựa chọn giải pháp tuyển thêm các lao động tạm thời để phục vụ cho quá trình tăng ca sản xuất. Đây cũng chính là cơ hội giúp người lao động, nhất là sinh viên, có thể kiếm thêm thu nhập. Theo đánh giá, phần lớn những việc làm thêm dịp Tết không yêu cầu cao về bằng cấp hay trình độ chuyên môn, công việc đơn giản, không mang tính chuyên nghiệp và sự ràng buộc chặt chẽ. Ngoài ra, mặc dù làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp, nhưng công việc lại không yêu cầu quá nhiều về mặt thể lực, sức khỏe, nên thường thu hút được sự quan tâm lớn của những bạn trẻ muốn tìm kiếm một công việc làm thêm nhân dịp Tết Nguyên đán. Nhiều học sinh cho biết, hiện nay việc dạy và học môn lịch sử trong các trường vẫn còn khô khan, nặng về lý thuyết. Đa số học sinh cho biết, hiện nay việc dạy và học môn lịch sử trong các trường vẫn còn khô khan, nặng về lý thuyết. Ở nhiều trường, giáo viên vẫn chủ yếu dạy học bằng phương pháp truyền thống, thầy cô đọc, trò chép. Do gặp khó khăn, khách quan và chủ quan nên các thầy giáo, cô giáo chưa phát huy được tính tích cực sáng tạo trong cách dạy học để gây hứng thú cho học sinh. Một số học sinh vẫn chỉ coi môn lịch sử là môn phụ, không cần thiết, nên trong quá trình học chưa thực sự chú ý, quan tâm nhiều đến môn học này. Các em mong muốn các thầy cô nên thay đổi phương pháp dạy môn lịch sử, không nên đọc cho các em chép và cần đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn lịch sử, giúp các em hứng thú hơn với môn học này. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Trong bài phát biểu tại cuộc hội đàm ở thủ đô Naypyidaw, bà Aung San Suu Kyi đã đề cập tới các nhóm phiến quân Myanmar sau khi khẳng định hòa bình là vấn đề ưu tiên hàng đầu đối với chính phủ mới của đảng NLD khi chính thức lên nắm quyền trong tháng 3 tới. Bà Suu Kyi khẳng định việc chấm dứt nhiều thập kỷ xung đột giữa quân đội và các nhóm phiến quân sẽ là nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ mới. Dự kiến Tổng thống Thein Sein và tướng Min Aung Hlaing cũng tham dự cuộc đàm phán kéo dài 5 ngày này. Tuy nhiên, một số nhóm phiến quân lớn đã tỏ thái độ bác bỏ cuộc đàm phán này khi liên tục tiến hành những cuộc đụng độ tại nhiều nơi trong cả nước
và khẳng định sẽ chỉ tham gia vào thỏa thuận ngừng bắn quốc gia khi tất cả các nhóm, những tổ chức nhỏ hơn đang xảy ra xung đột với quân đội đều được đưa vào thỏa thuận này. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bước đầu xác định được danh tính của thủ phạm đánh bom tự sát ở trung tâm thành phố Istanbul. Trao đổi với báo giới tại cuộc họp báo thông tin về cuộc tấn công khủng bố tại trung tâm thành phố Istanbul, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus cho biết kẻ đánh bom tự sát sinh năm 1988. Tại hiện trường, chúng tôi đã tìm thấy những phần cơ thể của đối tượng này. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cũng đã triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp với sự tham gia của các bộ trưởng và quan chức cấp cao của các bộ ngành chủ chốt sau khi xảy ra vụ nổ lớn tại quảng trường cổ Sultanahmet ở thành phố Istanbul. Tham gia cuộc họp này còn có Bộ trưởng Nội vụ Erkan Ala và Giám đốc Cơ quan Tình báo Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Chính phủ Đức cho biết liên minh cầm quyền nhất trí sẽ nhanh chóng trục xuất những người nước ngoài phạm tội về nước. Các Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp Liên bang Đức đã công bố biện pháp nhằm siết chặt trừng phạt các đối tượng người nước ngoài phạm tội hình sự ở Đức. Thông tin từ chính phủ Đức cho biết liên minh cầm quyền nhất trí sẽ nhanh chóng trục xuất những người nước ngoài phạm tội về nước. Theo đó, người phạm tội sẽ lập tức bị trục xuất nếu bị phạt tù, bất kể là tù giam hay chỉ là án treo. Quy định này áp dụng đối với hình thức phạm tội xâm phạm cuộc sống, thân thể và tình dục, cũng như tấn công cảnh sát. Ngoài ra, tội phạm xâm phạm tài sản của người khác cũng có thể bị trục xuất. Theo Bộ trưởng Nội vụ Thomas de Maizière, các biện pháp này là câu trả lời cứng rắn của nhà nước đối với các đối tượng phạm tội dù họ đang tìm kiếm sự bảo vệ ở Đức. Nga cắt giảm chi tiêu do kinh tế khó khăn. Dự kiến việc cắt giảm chi tiêu ngân sách sẽ không ảnh hưởng đến tiền lương khu vực công và sinh hoạt phí dành cho quân đội. Việc cắt giảm sẽ tiết kiệm khoảng 700 tỷ rúp, tương đương với 9,22 tỷ đô la Mỹ và sẽ không ảnh hưởng đến nghĩa vụ công, tiền lương khu vực công và sinh hoạt phí dành cho quân nhân. Theo kế hoạch do Thủ tướng Dmitry Medvedev thông qua, các cơ quan chính phủ phải trình kế hoạch cắt giảm chi tiêu trước ngày 15 tháng 1. Nếu các cơ quan không tuân thủ yêu cầu này, Bộ Tài chính Nga sẽ quyết định luôn cắt giảm các khoản chi cần thiết. Tuyên bố cắt giảm chi tiêu 10% được Moscow đưa ra trong bối cảnh nước này mới phải nhận thêm những cấm vận, trừng phạt từ các nước khiến nền kinh tế trở nên kiệt quệ. Chính phủ Thái Lan mới đây đã thông báo kế hoạch đến giữa năm 2017 sẽ giải phóng hoàn toàn khối lượng gạo hơn 13 triệu tấn hiện có trong các kho dự trữ quốc gia. Nỗ lực đầu tiên để hiện thực hóa kế hoạch này là mục tiêu bán 2 triệu tấn gạo thông qua hình thức thỏa thuận giữa chính phủ với Trung Quốc, Philippines và Indonesia. Sau lần đấu thầu gạo chất lượng thấp gần đây nhất diễn ra vào đầu tháng 12 năm 2015, số lượng gạo dự trữ hiện nay của Thái Lan hiện còn khoảng 13,7 triệu tấn. Trong năm 2016, chính phủ Thái Lan sẽ tập trung vào các chiến lược nhằm giải phóng lượng gạo dự trữ và thực hiện các chương trình sản xuất và tiếp thị gạo bền vững. Tổng khối lượng gạo dự kiến xuất khẩu trong cả năm 2016 sẽ ở mức 9 triệu tấn, giảm so với khối lượng gạo xuất khẩu trong năm 2015 ở mức 10 triệu tấn. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.